Khi gia nhập biệt đội, thử thách 1: kiểm tra độ khéo léo. Nói về bóng đá em là đỉnh rồi. Ủa vậy hả? Có bóng đá hả? Có. Well well. Vớt cá tiếp sức em ạ. Cái gì? Cái bóng này. Trước khi mà chưa tìm được tụi em á thì anh nói là Dương Chi là có phân thân đội rồi, thì anh là người tìm được Bảo Quân và Nicky đầu tiên rồi. Thì hai bạn này sẽ về đội của anh, còn cô bé hậu đậu này sẽ là thuộc về đội của em. Đây nha, bây giờ mình đi vô nha. Cái gì đây? Cá à? Thử thử thách sức khỏe là đây đây hả? Vớt cá bằng giấy trong khoảng thời gian 2 phút, đội nào vớt được nhiều cá hơn đội đó sẽ thắng. Quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Gì vậy? Ừ, ghê ghê. Quá tam nha, quá tam nha. Quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Được rồi. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3. Vô nè. Mình đừng có nhảy được không ạ? 1, 2, 3. Nhanh quá mọi người ơi, mới ngày nào mình còn là ma mới mà bây giờ hôm nay mình thành ma cũ rồi nha. Hôm nay thì không biết là mình sẽ gặp lại anh ma cũ nào đây, hay là chị ma cũ nào đây, trong ngóng. Dương Chi. Anh chào Dương Chi lừa đảo. Em đã ngây thơ trong sáng lắm rồi, nhưng mà bây giờ cái nét đó hết rồi. Bây giờ hôm nay á, em có thấy một cái nhiệm vụ. Cái gì đây? Em đọc đi. Em đọc chữ hơi dấp đó nha. Đây em đọc cho. Chứ mình nghệ sĩ mà mình đọc bị dấp kì. Trước tình trạng là có 4 thành viên rất có nhu cầu muốn gia nhập biệt đội và đang ở trong tòa nhà của chúng ta, hai bạn có sẵn sàng đón nhận họ vào biệt đội không? Hãy đứng lên và phải đi tìm ra họ ngay bây giờ đi nào. Họ đang lấp ló tại một nơi nào đó. Cố lên. Bây giờ trước mắt là anh, em chia hẳn hai đội luôn đi. Anh không muốn chơi với em nữa luôn rồi. Anh sao vậy? Vậy em anh chia nha. Giờ mình đi kiếm nha. Tăng, hơi tăng, đi tìm tăng, gì tăng. Hơi khó nha mọi người. Nay đầu tóc đẹp không? Hãy kiếm gái đẹp mới được. Hãy kiếm gái đẹp mới được. Anh trai, cho em hỏi là anh đây toilet đâu vậy anh? Hả? Cái tấm đồ đồ này đẹp phải. Tấm đồ đồ để phải. Ủa anh hỏi thăm luôn á hả? Anh đi hỏi toilet là anh bị mất toilet. Anh mới vô làm hả? Anh thiện lành quá vậy anh ơi. anh biết nói chuyện không? Đang trong giờ làm không được nói chuyện. Trong giờ làm không có được nói chuyện ông ơi. Kiếm hơi khổ anh, hơi cực á. À, cái chương trình Én Vàng đợt vừa rồi nó như thế nào anh? Anh vừa thấy là cái cặp mắt này em không lừa dối được anh đâu, Bảo Quân à. Thế này nữa nè anh à, cái này nữa nè, cái mặt trong này với cái mặt cái ơi sao kỳ quá ta. Nguyễn Nhân Cương hả? Ừ. Mày nhỏ là Nguyễn Cương. Đây, vậy là đây sẽ là một thành viên của Quán Cùng Tiên. Lên lầu thì vô đây. Anh
làm hay lâu chưa? Ủa sao nay đi làm mất kịp động nha. Không, chắc là lộn người rồi đó, không phải đâu. Đi ra chỗ khác cho tôi làm gì đi bà ơi. Tìm ai mà lộn người vậy trời. Đi lại nói nghe là biết rồi. Thôi chỗ này đang xịt kiểu nhiều hoa lắm, đi ra chỗ khác đi nha. Cho chị còn cái khẩu. Không, đồ corona. Không có như vậy đồ. Rõ là đồ rồi đó, hết dài rồi đó. Trời ơi, bà không ngoài đi làm lâu đâu mà cái con mắt ở này đó chứ. Mấy về lại kêu nha, mấy chị cho cái mắt kính đen. Nè thấy không, trời ơi, lộ nguyên dùng trời bình yên luôn nè. Kim tiếng. Wow. Đây là cái kho hả anh ơi? Anh trai ơi hả? Ở đây là cái kho hả? Kho anh, kho được rồi. Ủa sao anh bảo vệ chỉ toilet gì trong này ta? Toilet rồi, toilet trong kia anh thôi. Ở đâu? À. Cái này mình dọn để làm gì? Chuẩn bị quay hả? Chuẩn bị sơn anh ạ. Chuẩn bị sơn lại mấy cái dụng cụ đây ạ. Sơn đạo cụ á hả? Sơn đạo cụ ạ. Em vô đây làm lâu chưa? Em mới ạ. Mới? Vâng, mấy anh ấy bảo em vào đây sơn lại cái đạo cụ. Ở đây mà chắc quá ha. Đeo bằng tay rồi. Chỗ này cũng không cấm hả? Đâu anh nghe nói là giám đốc ở đây cấm mà. Không ạ, em thấy mọi người dễ lắm. Ôi, mình giấu giếm thân phận nhau làm gì nữa. Mình giấu giếm nhau làm cái gì? Ôi, hello ai? Chào rồi. Thấy chưa, em ngụy trang tốt quá à. Em đứng chắc là em thấy anh ngó vào đây rồi mà. Không thấy anh đi vào thế này mà chắc là thoát rồi. Kiếm được cô đơn lẻ bóng không quý vị các bạn ơi. Bị bắt rồi, anh Bảo bị bắt rồi hả? Bắt hết em tụi anh Bảo là phải cuối cùng chứ, bị đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tạo điều kiện để cho người ta kiếm được mình chứ, bây giờ mình đứng là không ai thấy nè. Ồ, ai về ạ? Ồ, quản lý ba. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn bị kiếm được chưa? Em bị kiếm rồi. Em kiếm được chưa? Kiếm rồi. Tới tôi, chưa ai kiếm tôi hết. Tôi ngồi đây luôn. Em không ấn. Đúng rồi. Vì lý do đó. Em thấy cái con chết tôi đau rồi với các bạn hôm nay. Hello em. Ờ em đi đâu nãy giờ? Ủa vậy hả? Trời, tôi biết gì nó xuống đây sớm hơn rồi trời. Sao chứ anh, hồi nãy em đi ngang qua mặt anh luôn đó. Em chào anh. Hello. Yeah. Rồi, sau một khoảng thời gian vất vả tìm kiếm từ trên lầu xuống dưới đất, nhiệm vụ của mình là nhanh, khỏe và khéo. Hai đội chơi thi đối kháng với nhau, kiểm tra sức khỏe và sự dẻo dai của các thành viên trước khi gia nhập biệt đội. Thử thách 1, kiểm tra độ khéo léo. Nói về bóng đá em là đỉnh rồi. Ủa vậy hả, có bóng đá hả? Có. Well. Vớt cá tiếp sức em à. Cái gì? Cái không thể. Không thể dính cá gì luôn. Trước khi mà chưa tìm được tụi em á, thì anh nói là Dương Chi là có thân đội rồi. Thì anh là người tìm được Bảo Quân và Nicky đầu tiên. Rồi. Thì hai bạn này sẽ về đội của anh. Còn cô bé hậu đậu này sẽ là thuộc về đội của em. Đây nha, bây giờ mình đi vô nha. Cái gì đây? Cá à? Thử thách sức khỏe là đây hả? Vớt cá bằng giấy trong khoảng thời gian 2 phút, đội nào vớt được nhiều cá hơn đội đó sẽ thắng. Quản tù tiền ra cái gì? Ra cái này. Quản tù tiền ra cái gì? Ra cái này. Gì vậy? Ừ, ghê rồi, ghê rồi. Quá tâm nha, quá tâm nha. Quản tù tiền ra cái gì? Ra cái này. Ôi, 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 ôi
Bây giờ mình đếm 1, 2, 3 vô nè. Mình đừng có nhảy như được không ạ? 1, 2, 3 Ai trước đi rồi mình tới lượt sau. Đúng tin luôn á. Mình tới lượt sau vậy. Bây giờ nè. Bây giờ em đá gì? Em ra kèm mà anh không ra. Ok, bây giờ anh đang cuốn nè. Ok. 1, 2, 3 Ok. Nhanh không? Nhanh không? Đâu có thời gian không? Rất là thành thật. Rồi xin mời đội đen đi trước. Mình đi trước. Nè em, của em nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Vậy là bây giờ mình có lợi thế, mình đang quần cho con cá nó mệt rồi. Cái này mình lắc, cái này mình lắc, cái này à biết cái cách rồi đó. Không sao, nhưng đó là một kỳ tích rồi. Em đố anh là lấy được có tầm 6 con đó. Rồi, bây giờ sao anh làm nhiệm vụ này nhá. Anh được. Ok. Hiện tại bây giờ ở nhà của Quách Ngọc Tiên thì cũng đang có 3 cái chậu nuôi cá. Chắc là cái đẳng mà vớ cá của mình cũng nhiều. Wow, ai xin anh á. Để cho coi. Đó nè. Theo chiến thuật rồi. Trời ơi, sao nhanh dữ vậy? Không hay cái gì trời. 1, được chưa? Cao đao liền. Trời ơi, chết rồi. Con, cơ hai con. Sát vô, sát quanh kia đi. Đừng có nhảy lên con ơi. Hai con luôn. 4 con nè. Ơi, cái số nó bằng mình, cái số cá bằng mình rồi. Rồi, thẳng lên đây nè. 5 con nè. Mình rớt nữa, mình thắng rồi. Không, mới là 5 con. Bây giờ mình làm kỷ lục đi anh. Bây giờ đến cái trò thứ hai này nữa, còn chơi gì nữa? Trời ơi! Hết đất đồng đội! Trời ơi! Hết đất hả? Em một cây! Ba thành viên phải thực hiện động tác hết đất theo hình ảnh đến từ ban tổ chức. Mỗi đội sẽ có thời gian thực hiện thử thách trong vòng 2 phút. Đội nào thực hiện nhiều lượt hết đất hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Rồi, quan trọng bây giờ ban tổ chức đưa cái hình ảnh như thế nào. Bây giờ cho ý kiến đội bên đó muốn như thế nào thì nguyện vọng của mình sao nói ra đi. Thôi cho bên kia chơi trước đi ạ. Bây giờ bên anh chơi trước chơi sau thì cũng thắng vòng thi đấu thứ hai nữa. Nhưng mà quan trọng là anh trước để em biết được là anh được bao nhiêu cái chứ. Ủa rồi bây giờ mình chơi cho ship hình luôn hả? Bây giờ Bảo là người trụ đúng không? Em trụ. Rồi khởi động anh em ơi, Khởi động đi, cẩn thận béo cây hết rồi. Ôi chết rồi. Em đang bị chấn thương tay. Vô thế đi mọi người. Hey. Giờ chân của Jicky lên trước đi. Anh để vào đâu? Để đây. Đây nè. Đầu để đây hả? Lẹ anh à. Chơi ngon nha. Ôi trời. Em nào có nghĩ nó nặng vậy? 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 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 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
15 16
giãn giãn cơ hoành luôn rồi. Chết rồi mọi người, em sợ tí như em cười em không có dám nổi luôn. Anh chấp cho em được 15 cái á. 15 cái là khó. Thôi anh ơi, khoan bây giờ gồng sức đàn ông lên. Tụi em phải tính chiến thuật trước đi. Không, chiến thuật trước đó là ông nãy giữa là được. Chiến thuật của tụi em không có gì hết. Chứ nghe đừng lên đích nha, đích nặng đích luôn á. Khó công ở đây nè. Mới có hai chân rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Rồi, nào, tụi một cái duy nhất nào. Một, hai, ba. Tụi biết ngại mà. Đỡ bắt cười quá. Có thời gian rồi. Lẹ lên à, 30 giây nó trôi qua. Tụi chơi tập thể lực quá à. Rồi, giờ đây, đây, đây. Đây, anh giúp em nè, rồi. Một, bước. Hai. Ủa sao vậy mọi người? Em còn đang sung sức lắm nè. Ủa mày nha. Ủa mày chụp luôn rồi á. Ủa nè, vô nè. Đấy, tội nghiệp phi. Mọi người. Mệt rồi, mệt. Không, anh nghĩ em nên tuyên bố thua non đi. Ok. Thôi thôi. Mình chưa sức, mình chơi mấy game sao? Mình chưa sức. Mình chơi mấy game lý trí á. Mấy game mà thông minh á. Giờ sau 2 cuộc thi thì đội em cảm thấy là mới như là đủ đai thôi. Mới khởi động thôi. Khởi động thôi. Khởi động thôi. Đội thua sẽ bị hình phạt. Thôi mình thắng gì đây? Ba thành viên đội thua sẽ phải thực hiện các tư thế yoga độc đáo đến từ ban tổ chức. Sau khi anh xem tất cả các tư thế yoga từ ban tổ chức đưa ra thì anh nghĩ tụi em mỗi đứa nên gọi một chiếc xe cấp cứu nằm sẵn thế này. Tại vì các tư thế này có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Trời ơi, anh ghê rồi trời. Đây, và đây là tư thế đầu tiên. Ai sẽ là người làm tư thế này? Cái này mà yoga gì, cái này là uya gì? Theo em đây là tư thế gì? Dạ, tư thế này theo em đặt tên nó là tên... Phật dọc. Uya đau quá. Uya đau quá. Lên cao khó lắm á. Khó lắm đó. Anh bỏ xuống đất thì dễ hơn. Cứ méo sao mà méo được thì méo thôi chứ sao. Sắp tới em có đang đi dự án gì không vậy? Sắp tới chứ. Em được làm nhà chính sức hơn em nha. Đây để giữ ghế cho để nó bị trôi á. Rồi, đây tư thế khỉ hết cả. Đi ra. Đây là qua được mọi người. Bây giờ tới tư thế. Wow. Rồi. Dẻo dữ ta. 3, 1, 2. Rồi thế này thôi nè. Không phải phải đỡ bé này. Rồi nàng tiên cá mới cặn. Xin mời. Bể đầu bây giờ. Phải giơ chân lên trời nữa nha. Cái này nó trơn quá mọi người. Phải giơ một chân lên trời, giơ một chân lên. Đúng rồi. Đúng rồi, thẳng lên. Cái tay sát vào. Đúng rồi. Rồi thẳng cái chân này lên luôn. Trời ơi, em xuống phim nhộn quá anh. Bỏ con bé luôn. Bị phạt mà tự hào quá mọi người. Ba người trốn sẽ được dán bản logo của chương trình phía sau lưng áo và tiến hành đi trốn. Người tìm quấn 3 quả bóng trên người phải tìm ra người trốn và giật bản tên. Đội đi trốn nếu bị phát hiện mà chưa bị giật bản tên có thể lật ngược thế cờ bằng cách làm nổ quả bong bóng trên người đi tìm. Hết 10 phút, đội nào trốn được lâu hơn, đội đó giành chiến thắng. Các thành viên đội thua sẽ bị quấn bong bóng quanh người và đội thắng là người nổ bong bóng. Bây giờ tất cả mọi người đã hình dung ra được thể lệ cuộc chơi của mình rồi chứ. Bây giờ bên em là muốn trốn trước đúng không? Thôi để tụi mình trốn đi. Bây giờ tất cả mọi thứ đã trong tư thế sẵn sàng. Bên kia đã đội neo logo ở phía sau lưng rồi đó. Và ba anh em Tuyên, Bảo, Nicky đã có bóng sau lưng. Ba chấm bóng. Đó. Bây giờ cho tụi em 3 phút để tụi em trốn. Ok, đi luôn mọi người. Rồi, 3, 2, 1, trốn. Ủa, ba tụi chúng trốn rồi.
cái chuồng đó. Khoan, bây giờ là anh em mình phải chia chiến lược ra nè. Đội ở bên đó là mình chia khu bi mắt là khỏe nhất, mình phải quỷ diệt bi mắt trước. Theo anh thì nên đi cùng với nhau hay là đi ba? Đi cùng, có một đi cùng, em nghĩ đi cùng để anh em mình tự bảo vệ nhau đúng không? Tôi cảm giác anh em yếu. Chúng nhớ đi nha mọi người ơi. Chắc không ai thấy đâu, nhờ tí nữa mấy ổng mà tới nhớ che em nha. Nãy giờ có ai ở đây không vậy? Ai ở đây thì lo nữa nghe. Chiến dịch đi săn. Kiếm trong tủ vậy. Phiền cái nha. Có ai đây không vậy? Đừng chơi giống nha. Có ai đây không vậy? Đây là người ta đang họp. À đây họp. Có không? Có không? Có không tụi em? Anh cảm giác ở đây như là hết rồi đó. Vậy là bên kia mình bỏ đây đi thì chưa khác. Để em nghĩ thời gian bỏ. Đây, tấn công anh kia. Hôm chúng lại tiếp nha. Chắc không cần 3 phút đâu, vừa vô đây dí liền luôn đây.
Không có ra sau cửa nhá. Em bên bờ thiệt sợ lắm luôn. Bên đội kia ba ông như ba con trâu nước bự nước chớp. Mà hồi nãy em nghe lén là Động chia sẻ trốn cùng một chỗ để có gì đột kích tấn công phát một luôn. Mà bên mình thì nhỏ nhắn xinh xắn thế này sao mà đấu lại ba ông kia. Đấu lại thì đấu, bây giờ mình là hai rồi, bây giờ mình đấu ba người mình thắng, hai người vừa đúng không? Oh. Thì kiếm được cái phòng máy, và phòng máy nằm ở dưới. Nghĩ mình chỉ có cái phòng kỹ thuật thì mình vô phòng kỹ thuật mình coi. Bên đây là đường cùng đúng không? Đúng không? Bên đó là hết đường đi rồi. Bây giờ anh em mình đứng đây đối đầu luôn nè. Vừa vô là mình bỏ chạy thôi. Không được, sao được? Không được, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Bởi vậy tôi nói rồi là khỏi cần trốn, khỏi cần 3 phút vô là dứt liền luôn. Nó kỳ trời lẻ đó chứ. Đây, đây, đây. Dạ, em mất vài món đồ. Em nấu màu đỏ. Ở đây có màu đỏ không? Không, màu hồng á nữa. Cái này đâu phải tập 3 đâu. Đang đứng đợi. Đứng đợi đây đúng không? Ừ, đang đứng đợi. Ê. Em biết ở đâu luôn á chị? Thì đằng sau lưng mình chứ ai em. Bây giờ là người ta đang đứng đợi luôn chứ người ta không có. Ờ biết sao không? Tại vì hồi nãy lúc mà chuẩn bị vô á là họ nói là thôi không cần đếm đâu. Thôi bây giờ mình đứng đi cho đợi nằm mệt rồi xong mà ra mình quẻ luôn. Ờ. Chứ mọi người coi cái chương trình này là mọi người biết rồi. Tất cả những âm mưu của mọi người chúng tôi đã nắm trong tay. Quan trọng là chúng tôi cũng khui không à. Ê thiệt luôn, ba ông đứng kìa, ba ông đứng kìa vậy là mọi người sợ quá. Đứng dậy lấy hình nữa mà bây giờ mà không ai lấy hình nữa. Anh chờ con vô đây kiểu vậy á. Mình vô đi, biết rồi, biết khổ rồi. Mẹ đang đứng đây mất. Ê, bắt đầu phân công nè. Bắt đầu quan sát cái kiểu bắt đầu thấy lâu quá. Bắt đầu thấy ủa sao nãy giờ không được kiếm mình á. Không nè, bây giờ nè. Em nói tôi nghe nè, bây giờ chia ra nha. Anh thấy mấy đứa đi bóng đi qua rồi đó. Cái gì mà đợi. Tại sao mày trốn? Đúng rồi. Ok, quay luôn mọi người. Quay luôn, chơi luôn mọi người. Ủa? Sao người tiến đây? Run. Rồi anh em mình là cái mùa năm mới cái đây anh em ơi.